Người đàn ông ấy đến với em ngay từ đầu, anh ấy cũng ít nói như vậy thôi. Em cũng vậy. Còn với ta yêu một người mà nói nhiều thì bản chất ban đầu họ cũng nói nhiều như vậy. Nhưng đến một ngày mình thấy mình muốn sửa cái tính nói nhiều của họ hoặc là sửa cái tính nói ít của họ là cái điều không thể. Là bởi vì ta đánh mất đi lòng yêu thương đối với họ, cho nên là ta mới mong muốn là họ phải thay đổi. Mà một người trong một mối quan hệ mà ta đánh mất đi lòng yêu thương với đối phương ấy là ta đánh mất chính mình nha các bạn ạ. Chứ không phải là đối phương mất đi sự đáng yêu đó đâu, mà là ta đánh mất đi điều đó, mất đi lòng yêu thương với cái người đó. Vợ chồng em thì nói chung là cũng không khắc khẩu lắm, nhưng mà em nói chung em khó cái có cái sự gắn kết với chồng á, với là em không có biết nói chuyện. Khi mà vợ chồng lâu nay chồng em mùa này là ngoài mưa, chồng em ở nhà nhiều nhưng mà em không biết nói chuyện gì hết. Là cứ hai chồng ở nhà cứ vòng vòng nhưng mà lại không biết nói gì hết, là tới lạnh đi uống cà phê hay đi đâu mất tiêu. Em mong muốn điều gì? Rồi em có tham gia, đấy là em cũng có tham gia cái lớp học cái lớp hài hước để giao tiếp với chồng cho nó vui vẻ, thì chồng em có tưởng việc là em vui á, nhưng mà sao em cũng không hài hước được, như cái tính em nó trầm trầm nó quen rồi sao á. Nhưng mà có cãi nhau Dạ không? dạ nói chung hồi xưa em hay cãi lắm, nhưng mà từ ngày biết đến cô thì em không có còn cãi nữa. Em nhịn nhiều, nói Thế chung vậy không cãi thì nữa. đó đã là một sự chuyển đổi vô cùng lớn rồi đúng không? Thế thì theo em thế nào mới là kết Dạ nối nào? theo em là ví dụ em biết chia sẻ, hoặc là khi mà chồng ở nhà thì có chuyện gì để nói. Em thấy chồng ở nhà mà em không biết nói chuyện gì, cứ vòng 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 thấy nó thế nào á, thấy nó cứ xa xa làm sao á cô. Tình trạng này kéo dài lâu chưa? Dạ nói chung từ hồi giờ là vậy, tại vì tính chồng em cũng đàm tính, em cũng đàm tính, cả hai vợ chồng đều đàm tính á. Thế bây giờ yêu cầu một người nói nhiều mà nói ít thì có được không? Thì em nghĩ phải rèn luyện. Theo em có rèn luyện được không? Dạ được chứ. À đấy. Thế thì em tin là mình rèn Dạ luyện được đúng không? Dạ À, thực ra là nó có một cái sự thật ấy mà chúng ta cũng phải chấp nhận, nó là chính là người mà nói nhiều ấy mà yêu cầu họ phải nói ít là điều rất là khó khăn thưa các bạn. Và một người mà trầm tính mà lại mong muốn là người ta phải rộn ràng lên cũng là một điều không phải dễ dàng ạ. Em mà cái việc nói nhiều hay nói ít mà nói chuyện với nhau như thế nào ấy, thì cô nghĩ nó không phải là vấn đề, mà là ở trong em ấy, cô hỏi em là em có bình an khi ở bên cạnh anh ấy không? Khi nói chung thì em cảm thấy cũng nói chung cũng thích thích chồng ở nhà, nói chung thích chồng ở nhà để nói chuyện người vậy đó. Mà sao cứ cứ chồng ở nhà thì lại không biết nói gì, nhưng mà em thấy chồng em cũng biết nói với em, nhưng mà mỗi lần em thấy đi chơi hay đi ra ngoài đường thì ảnh líu lo Thì dạ có thì khi là vậy. líu lo bên ngoài nhiều rồi mất hết năng lượng rồi, còn đâu là mỏi mồm rồi về nhà nói làm sao nữa. Ra là em nhìn thấy một điều rất là tuyệt vời ở đây, đó chính là ngày xưa vợ chồng rất là khắc khẩu đúng không, hay cãi nhau cái gì. Thế nhưng mà bây giờ sau khi mình học mình không còn khắc khẩu nữa, mà vợ chồng đã giữ được cái tình trạng là không cãi nhau mà hòa hợp đã là một điều rất là đặc biệt rồi, mà cũng vô cùng ngoạn mục rồi còn gì nữa đúng không? Đấy là một điều tuyệt vời rồi em. Còn bây giờ ấy, thì quan trọng nhất là khi em ở trạng thái đấy rồi thì em làm thế nào mà tâm em bình an là được, chứ không có nghĩa là cần phải trò chuyện với nhau. Đôi khi cái cuộc hôn nhân của cô cũng có lúc không cần phải giao tiếp với nhau, có khi cả ngày cũng chả có gì để mà nói chuyện với nhau cả, bởi vì cả hai người có những cái khoảng thời gian chúng ta phải chui vào phòng trống, có những khoảng thời gian là chúng ta cần sự tĩnh lặng, chúng ta nhìn lại mọi thứ, chúng ta bồi đắp ở bên trong, đó là khoảng thời gian thì sao, đúng không?
có khoảng thời gian rất là vui nhộn, nhưng có những cái khoảng thời gian mà chúng ta cần phải tĩnh lại để chúng ta nhìn lại mọi thứ hơn, hoàn thiện hơn. Còn đối với em ấy thì hình như là em đang kỳ vọng rằng là vợ chồng em sẽ trò chuyện với nhau để em có thể thu hút anh ấy bằng cách là nói chuyện hài hước vui vẻ, thì để anh ấy có thời gian và ở nhà nhiều hơn, đúng không? Em mong muốn điều đó phải không? Cô. Chứ cũng không hẳn là trò chuyện phải không? Thì nói chung cũng thích vợ chồng vui vẻ, chứ Ừ. còn em thấy cái không khí này mà cứ im thấy nó căng thẳng và nặng nề lắm cô. Thế thì ở bên trong em ấy là phải chăng là chưa được bình an? Em đang tham điều gì nào? Nói chung em thì em thấy em mong cầu ở chồng nhiều rồi, chung em cũng hay vẫn còn nghi ngờ, chưa 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 bỏ hẳn cái sự nghi ngờ trong em. Thế điều gì khiến cho em nghi ngờ anh ấy nào? Ví dụ từ từ khi em biết chồng em có như từ thứ ba đó, thì mỗi khi anh bước ra khỏi nhà thì cái lòng em nó cũng em có thể Bất an, kiểu như là lo lắng nó à? kiểm soát vậy đó. Ừ. Nói chung nó cũng hơi hơi có một chút sân si, rồi một chút bất an, rồi lo lắng. Dẫn đến việc là khi thực ra là không phải là nhu cầu mình muốn nói chuyện, mà là nhu cầu muốn giữ anh ở nhà để cho anh ấy không có đi ra ngoài, bởi vì mỗi một lần anh ra ngoài là mình bất an lo lắng, thì sợ anh ấy sẽ đi ngoại tình hoặc là quay trở lại với người con gái kia, phải không? Thế thì Ví phải dụ chăng như chồng em đi nhậu hay vui lắm, anh vui lắm, ví dụ đi nhậu có nhiều khi đi nhậu xong rồi anh nói với em cũng không biết, mà anh là nhậu xong là ngủ quên, là tới sắp đi 2-3 giờ sáng mới về, ví dụ như vậy. Thì mình ở nhà mình suốt một dịch vụ khác gì, ví dụ tại vì mình nghĩ một người đàn ông có gia đình rồi thì đi nhậu thì tầm 1 giờ 2 giờ về là được rồi, còn đến tới 2-3 giờ sáng thì nói chung trong không lòng mình phải là khó một chịu hành lắm. động tốt, đúng không? Nó cũng làm cho ta nghi ngờ, đúng không? Cũng là một lý do mà đáng Đúng phải rồi. nghi ngờ, phải không? Nghĩa là người đàn ông này là khá là ham vui, vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành lắm, phải không? Là một người đàn ông chưa trưởng thành lắm. Bởi vì nếu nếu là một người đàn ông trưởng thành ấy, thì ấy, anh cần phải tiết chế những cái việc đi lại ra bên ngoài và không thể ham vui một cách quá độ như vậy. Nếu như điều đó có thường xuyên xảy ra không? Nói chung cũng lâu lâu, ví dụ như trong em thì em vui nên đi nhậu tầm 11-12 giờ là chỉ bình thường, ví dụ tôi có đi đâu cũng là như vậy, còn lại 1 tháng 2 tháng thì có thể đi tới 2-3 giờ sáng. Rồi nói chung chồng em thì cũng cá độ nữa. Phải là em bên trong em mong muốn là mình sẽ thay đổi được người đàn ông này, đúng không? Em nghĩ là khó thay đổi nên em đang học cách chấp nhận, chứ em muốn em không thay đổi được đâu, tại vì nơi đó tăng nơi cái độ thì nói chung cái đó bây giờ không thay đổi được đâu. Thì bây giờ tôi nghĩ sẽ là Nó liên quan đến một chữ yêu và lòng yêu thương các bạn ạ. Yêu ấy là một từ đơn, một từ đơn mà chúng ta lại dồn toàn bộ cái tình cảm này gọi là bỏ trứng vào một giỏ, vào một nơi thôi. Và điều gì sẽ xảy ra nếu như mà nơi đó ấy, nó không có sản sinh ra cái lãi suất cho chúng ta, và thậm chí nó lại âm đi, thì chúng ta sẽ lỗ, có phải không? Và khi thường là khi yêu ấy, chúng ta sẽ dồn hết tình cảm tâm tư của mình cho người ấy, thì chúng ta có một cái tâm tham ấy, tham là được chiếm lĩnh và sở hữu người đó. Chúng ta tham là tham người đó sẽ coi mình là đặc biệt, người đó sẽ quan tâm, sẽ ghi nhận, sẽ coi mình là tất cả, là sự sống của anh ta. Vì cái tâm tham nó rất là lớn, bởi và chúng ta định nghĩa nó là yêu. Và hầu hết những người mà có tâm tham trong tình yêu ấy, thì họ rất là khổ các bạn. Giống như em cũng vậy, em là có một cái tâm tham cũng là giống như một người con gái đang yêu thôi. Nhưng mà khi mà lòng yêu thương thì khác,
lòng yêu thương khác với yêu. Với tình yêu là gì? Là khi yêu ấy thì kỳ vọng nhiều lắm, mong cầu nhiều lắm, tham nhiều lắm. Và khi nó không đạt thì chúng ta sẽ sân, chúng ta sẽ rất là tức giận. Và lên tới đỉnh độ của cái cao trào của sự tức giận, chúng ta sẽ chuyển sang chữ sự ngạo mạn và nghi ngờ. Nhưng mà lòng yêu thương là gồm có ba từ. Ba từ nó thể hiện nó rộng hơn, nó lớn hơn một từ đơn. Lòng yêu thương thì nó khác ở yêu là gì? Ta chấp nhận ở đối phương, ta biết nhẫn nhục. Có nhẫn nhục thì biết tùy thuận, có tùy thuận thì biết bằng lòng. Và ta chỉ nên coi cái người đàn ông đó ấy, là bạn đời thôi, là người mà sẽ đồng hành với bạn suốt cuộc đời, được gọi là bạn đời. Và đừng có gắn cho anh ấy một cái mác là chồng, và ta cũng không gắn mác cho mình là vợ của anh ấy. Thời khi là chồng tôi thì nó mang tính rất là sở hữu. Nhưng mà các bạn chấp nhận một sự thật ấy, là hãy chấp nhận anh ấy là một người bạn đồng hành với chúng ta. Có thể là một người bạn tri kỷ nào đó, hay là một người bạn mà rất thân thiết với bạn thôi. Có chung con, chung mái nhà, chung tài chính. Và chúng ta chấp nhận vùng tối và vùng sáng của họ, chấp nhận yêu và nhược điểm của họ. Và chúng ta không đòi hỏi họ phải thay đổi bất kỳ điều gì. Và chúng ta làm một thứ, lòng yêu thương làm được một thứ, đó chính là tròn vai của mình. Tròn vai là một người vợ, tròn vai là một người mẹ, và tròn vai là một người con của gia đình, của cha mẹ đôi bên thôi. Và như thế tâm chúng ta sẽ thanh thản hơn, sẽ bình an hơn nhiều các bạn ạ. Với lòng yêu thương ấy thì càng lớn thì chúng ta sẽ tìm được chính mình. Nhưng khi mà yêu ấy thì các bạn sẽ thấy là yêu là tới yêu một cái đặc tính nào đó từ đối phương của mình. Yêu vì cái nét này, yêu vì cái sự đáng yêu kia của họ. Và đến một ngày ấy, cái nét đó và cái sự đáng yêu đó nó không còn nữa, nó mất đi. Hoặc bạn không còn nhìn thấy nữa, hoặc là bạn thấy nó mất đi và bạn không còn yêu họ nữa. Trong một mối quan hệ về tình yêu, chỉ cần một trong hai bên không đáp ứng được nhu cầu của cái bên còn lại thì tình yêu nó sẽ suy yếu, đúng không? Nhưng lòng yêu thương thì khác. Lòng yêu thương ấy nó có sự trung thành các bạn ạ. Yêu cả khi mà người đó không có thương mình, yêu thương họ ngay cả khi người đó phản bội mình, yêu thương họ ngay cả khi mà họ lạnh nhạt với mình, mình vẫn yêu thương họ. Mình không có đánh mất đi lòng yêu thương đó, thì mình vẫn giữ được chính mình. Thực ra ấy, là các bạn phải hiểu rằng nó giống như Thảo Trang cũng vậy. Người đàn ông ấy đến với em ngay từ đầu, anh ấy cũng ít nói như vậy đấy. Em cũng vậy. Còn với ta yêu một người mà nói nhiều thì bản chất ban đầu họ cũng nói nhiều như vậy. Nhưng đến một ngày mình thấy mình muốn sửa cái tính nói nhiều của họ, hoặc là sửa cái tính nói ít của họ, là cái điều không thể. Là bởi vì ta đánh mất đi lòng yêu thương đối với họ, cho nên là ta mới mong muốn là họ phải thay đổi. Mà một người trong một mối quan hệ mà ta đánh mất đi lòng yêu thương với đối phương ấy, là ta đánh mất chính mình nha các bạn ạ. Chứ không phải là đối phương mất đi sự đáng yêu đó đâu, mà là ta đánh mất đi điều đó, mất đi lòng yêu thương với cái người đó.